chào mừng các bạn đã cùng trở lại với kênh đào tạo Lim Jim Art Channel. Tôi là Lim Jim và chúng ta lại cùng có mặt trong lesson thứ 9 của khóa học Digital Painting dành cho người nhập môn. Cũng đã khá là lâu rồi Lim Jim mới có thời gian để quay lại làm một cái lesson chi tiết về cái khóa học này. Đây là cái lesson thứ 9, bài học thứ 9 và Lim Jim sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ đến với một cái bài học, một cái cách tiếp cận Lim Jim nghĩ là nó sẽ khá là bổ ích cho tất cả các bạn trong cái chặng đường mà chúng ta học Digital Painting nói chung cũng như là phát triển nhân vật nói riêng. Đó chính là hai cái phong cách vẽ, đó là vẽ giữ lại đường line hay còn gọi là line art, và cái cách vẽ mà chúng ta không giữ được lại đường line là cái vẽ trồng đường line, đúng không ạ? Thì trong cái thế giới vẽ nhân vật Digital Art ấy, nó rất là rộng lớn, gồm rất là nhiều những cái phong cách khác nhau. Tuy nhiên, nếu mà xét về cục diện về cái đường line thì chúng ta sẽ thấy rằng nó chỉ có hai cái phong cách lớn mà thôi. Đó là cách vẽ mà chúng ta giữ lại đường line và không giữ lại đường line, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay đó chính là cái lesson mà chúng ta có thể thấy ở đây. Chúng ta có thể thấy rằng là cái phía bên trái của chúng ta, đúng không ạ? Nó là một cái cách vẽ thông thường, nó dễ hơn, dễ tiếp cận hơn và nó phù hợp cho tất cả các bạn ở trong cái giai đoạn mới bắt đầu làm quen với Digital Painting. Thì Lim Jim cũng khuyến khích các bạn sử dụng cái phong cách này, bởi vì chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát các cái vùng biên của các cái phần tô màu khác nhau của nhân vật. Đấy là cái lý do đầu tiên. Và thứ hai nữa là cái blend màu nó cũng sẽ nhìn rõ ràng hơn nhờ có sự hỗ trợ của các cái đường line. Còn cái phong cách vẽ thứ hai là cái phong cách vẽ mà nó thật hơn, nó đem lại cái cảm giác thật hơn của chúng ta, mang cái hiệu ứng 3D tốt hơn. Đó chính là cái phong cách vẽ bên trái mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ không giữ lại đường line nữa. Cái đường line của chúng ta, tất cả những cái đường trên cái gương mặt hoặc là nhân vật ấy, thì gần như là nó sẽ được xóa hết. Đây là một cái phong cách vẽ khó hơn, đòi hỏi mất thời gian nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái cách tiếp cận của nó cũng không hề xa lạ một chút nào. Thì bây giờ thì Lim Jim sẽ cùng với các bạn chúng ta cùng mở phần mềm Photoshop ra. Và các bạn sẽ được làm quen với hai cái cách vẽ này một cách tóm tắt nhất trong cái khóa học 30 phút hôm nay nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nha. Rồi, trong cái video ngày hôm nay thì để cho các bạn thấy cái video hấp dẫn hơn một chút thì Lim Jim đã sử dụng một cái hình ảnh, một cái nhân vật, một cái diễn viên khá là nổi tiếng của chúng ta, đó là Jackie Chan. Và chúng ta sẽ cùng tái hiện lại cái gương mặt của anh ấy với dưới cái dạng style, đó là một chút caricature, là chúng ta sẽ vẽ tranh biếm họa, nhấn mạnh vào những cái nét chính trên cái gương mặt của anh ấy. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tập trung vào cái phần gương mặt thôi nhé, còn những cái phần thân của chàng diễn viên này chúng ta sẽ không tập trung vào. Và Lim Jim cũng sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn một chút để các bạn có thể biết rằng là một số các thành viên hỏi rằng là cái cách mà Lim Jim quản lý các cái layer như thế nào, thì ngày hôm nay các bạn cũng sẽ thể biết sơ qua cái khóa học ngày hôm nay nhé, cái bài học ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên là Lim Jim hay sử dụng một cái layer đầu tiên là cái layer Loose Sketch, đúng với tên gọi của nó, đây là một cái cách vẽ rất là lỏng, rất là không tập trung vào những cái chi tiết, và chúng ta chỉ đi vào đường nét và đảm bảo rằng những cái vị trí của những cái bộ phận chính trên gương mặt hoặc là trên cái cơ thể của cái nhân vật chúng ta nó được đặt vào đúng cái vị trí cần thiết của nó, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chỉ vẽ những cái nét giản lược nhất trên cái layer này mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát xem mà cái cách chia layer của Lim Jim sử dụng đối với những cái phương án để chúng ta lên hình nhân vật như thế nào nhé. Rồi, chúng ta sẽ vẽ những cái nét chính cấu thành cái nhân vật của chúng ta. Chúng ta sẽ tẩy cái phần nền này đi một chút. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạo một cái layer phía trên layer này sẽ là layer sketch thứ hai. Cái đặc điểm quan trọng nhất mà Lim Jim luôn nhắc các bạn khi học Digital Painting đó là cái layer là một cái mà chúng ta không thể có được khi mà chúng ta vẽ tay trên giấy. Chính vì vậy thì hãy tận dụng, hãy thích use cái công thức này trên Photoshop, các bạn sẽ thấy rằng nó hiệu quả rất là nhiều. Layer thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những cái chi tiết sâu hơn của nhân vật,
và những cái bộ phận trên gương mặt của nhân vật này. Thì cái layer thứ hai Lim Sim hay gọi là layer sketch. Đây không phải là layer cuối cùng. Và các bạn thấy rằng là Lim Sim đang nhấn mạnh vào những cái nét nó mang cái đặc tính rõ rệt của nhân vật, ví dụ như chiếc mũi này. Đấy chưa? Và tiếp theo thì đây là một cái layer thứ ba, là layer mà Lim Sim hay sử dụng nhất, đó là layer line art. Dù là chúng ta sẽ vẽ theo phong cách là không có đường line, chồng line hoặc là phương pháp line art, thì chúng ta vẫn phải có cái line art này để chúng ta như một cái dạng định hình, một cái khuôn để chúng ta có thể từ đó chúng ta đắp những cái thịt hoặc là những cái màu của nhân vật chúng ta vào. Các bạn hiểu chưa? Rồi. Vẽ line art thì Lim Jin cũng có một cái bài sắp phát triển trong khóa học 10 phút dựng hình nhân vật, các bạn có thể theo dõi bên khóa học đó nhé. Chúng ta sẽ có một cái bài hướng dẫn các bạn vẽ những cái đường line art nó chính xác, nó đỡ bị vụn những cái đường line art. Thì đó là một cái khóa cái bài học mới trong khóa 10 phút dựng hình nhân vật, và cái link của nó sẽ được cập nhật trong cái video này nhé. Các bạn có thể nhìn thấy ở đâu đó trên phía trên của video này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có hai cái phần tách nó ra mà hai phần khác nhau. Rồi các bạn sẽ thấy rằng Lim Jim sẽ sử dụng hai cái phần này để vẽ cho hai cái phong cách khác nhau nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng được quan sát cái cách đầu tiên, đó là cái cách bên phải. Chúng ta sẽ sử dụng cái hình nhân vật này để tô và màu theo dạng light art. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với dạng 1 là light art nha. Rồi, và các bạn sẽ thấy rằng là đúng với cái tên gọi của cái phong cách này, đó là Light Art. Chúng ta sẽ lập một cái layer mới nằm phía dưới cái layer Light Art mà chúng ta vừa vẽ. Cái mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ hút màu từ cái nhân vật của chúng ta để chúng ta sẽ tô cái màu base color. Màu base color là cái dạng mà xuất hiện rất là nhiều trong khóa học 30 phút này. Các bạn có thể tìm hiểu lại từ bài 1 nhé, lesson 1. Rồi. Các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta lập một layer phía dưới cái layer light art thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có một cái đường bao ngoài. Cái đường này nó sẽ có tác dụng là làm cái khung, cái border, cái biên giới cho các bộ phận của chúng ta để chúng ta sẽ vẽ vào đây. Đó là cái lý do mà vì sao cái phong cách này sẽ dễ hơn, dễ tiếp cận hơn cho cái người mới học. Thì nếu là các bạn là người mới tìm hiểu, mới đến với cái lĩnh vực digital painting thì Liên Dinh khuyến khích các bạn hãy sử dụng cái phương pháp này trước nhé. Hãy lập layer phía dưới. Sau đó những cái phần biên phía ngoài chúng ta có thể sử dụng tẩy để chúng ta tẩy đi. Các bạn thấy chưa? Rồi. Cái phương pháp này nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác nhìn nó rất là cứng, chắc nhân vật. Nó mang cái dáng dấp hoạt hình cao hơn và nó không đòi hỏi nhiều cái kỹ thuật xử lý. Chưa? Thì Lim Jim ở đây thì Lim Jim hay sử dụng những cái layer khác nhau, thường là ba layer khác nhau, một layer về tóc, một layer về skin, có nghĩa là da của nhân vật là một cái phần rất là quan trọng, và cái layer thứ ba là layer về quần áo, có nghĩa là clothing. Thì chúng ta sẽ sử dụng ba cái layer đó trước khi chúng ta tiến hành blend. Thì phần này gọi là phần base color các bạn đang xem. Rồi thì chúng ta sẽ cùng đổ màu cho tất cả các bộ phận này nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta đã kết thúc cái phần tô màu base color, và chắc chắn là cái phần tiếp theo thì các bạn đã biết được trong cái những cái bài học trước đây mà Lim Jim đã từng dạy, đó là cái phần blend color, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lập những cái layer phía bên trên những cái bộ phận chúng ta, ví dụ như chúng ta đang thấy là Lim Jim đang blend cái màu cho phần da của nhân vật, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lập một cái layer phía trên nhé, ngay phía trên. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng tổ phím, đó là Alt cộng với cả phím
chuột trái, và trước đó thì chúng ta sẽ click vào giữa hai cái layer đúng không ạ? Đó là phím Alt nha các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ blend màu trên cái layer đó. Như vậy là chúng ta sẽ mất thêm khoảng 3 layer nữa làm phía trên của ba bộ phận. Nhắc lại đó là da này, tóc và quần áo đúng không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng blend màu chi tiết cho phần này đúng không? Một lần nữa, nếu mà các bạn là người mới trên kênh của Lim Jim thì Lim Jim đã có phát triển rất là nhiều những cái video về cách blend màu cho từng bộ phận trên gương mặt của nhân vật. Như vậy thì các bạn có thể quay lại cái khóa học này để chúng ta học từ bài đầu tiên, để chúng ta sẽ đảm bảo được hơn nhé. Và Lim Jim sẽ tua nhanh cái phần này một chút để các bạn thấy rằng là cái quá trình blend màu nó diễn ra sẽ mất vào khoảng tầm 15 đến 20 phút để chúng ta blend màu chi tiết cho một cái hình ảnh, một cái nhân vật nào đó đúng không ạ? Và cái kết quả thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thời gian mà các bạn đầu tư cho cái phần blend màu này. Có những phần mà các tác giả blend màu chi tiết có thể sử dụng hơn 2 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng 15-20 phút như Lim Jim sử dụng trong cái bài ngày hôm nay. Đó, kết quả thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái thời gian mà chúng ta đầu tư và cái kỹ thuật nữa. Và cái cách đây chính là cái cách đầu tiên để chúng ta tiếp cận với cái phát triển nhân vật của chúng ta. Đó chính là cái cách vẽ line art. Khi kết thúc phần blend màu này thì chúng ta sẽ được một cái nhân vật toàn diện, nhìn rất là sắc nét. Chúng ta sẽ được một nhân vật toàn diện nhìn rất là sắc nét, và đặc biệt là nó sẽ có một cái đường, sẽ có một cái đường line phía bên ngoài trông rất là đẹp đúng không ạ? Thì đó là cái cách đầu tiên mà chúng ta đã được học trong ngày hôm nay, đó chính là cái phong cách line art. Rồi và bây giờ thì các bạn đã thấy được cái kết quả của chúng ta trong cái khoảng 15 phút vừa rồi đối với cái phong cách đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng bước chân vào cái phong cách thứ hai khó hơn mà đòi hỏi nhiều cái kỹ thuật hơn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ phải sử dụng đến một số những cái mẹo ở đây mà Lim Jim sẽ chia sẻ trong khoảng vài phút sắp tới. Chúng ta sẽ gọi là đường lineless, nghĩa là không có đường line nha. Và bây giờ thì về cơ bản ấy, chúng ta sẽ cũng sử dụng một cái layer làm phía dưới của cái layer line art của chúng ta. Tức là cái cách vẽ sẽ không thay đổi cho đến phần tô màu base color. Và chúng ta sẽ cũng làm tương tự. Tuy nhiên có một cái mẹo ở đây, các bạn sẽ thấy cái màu sắc của cái đường line art nó đã thay đổi. Là do ở đây Lim Jim đã sử dụng một cái chế độ hòa trộn. Chúng ta sẽ sử dụng một cái chế độ hòa trộn đó là overlay, hoặc một cái chế độ tương tự. Các bạn sẽ tìm thấy cho mình. Ở đây Lim Jim đang sử dụng cái chế độ overlay. Chúng ta sẽ đặt cái chế độ này cho cái đường line art của chúng ta. Như vậy thì khi tô màu đè lên cái đường line art thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đường line của chúng ta sẽ được pha với cả cái màu của cái nét của nhân vật. Các bạn thấy chưa? Đó, thì chúng ta sẽ thấy là tóc sẽ có dáng màu nâu cho cái đường line, và đối với skin, phần da cũng sẽ có cái màu nó tương tự với phần da hơn, đúng không? Và các bạn chắc là cũng sẽ đoán được phần nào cái mẹo của chúng ta sử dụng có mục đích gì, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng cái mẹo đó kết hợp với cái phần để chúng ta sẽ blend màu kỹ hơn, đúng không ạ? Phần blend màu thì chúng ta sẽ tuân theo cái cách blend màu truyền thống. Tuy nhiên khi trong quá trình blend màu, các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có những cái phần mà chúng ta blend màu trùng với những cái đường line, nó sẽ làm cho cái đường line của chúng ta sẽ nổi bật hơn, đúng không? Và bây giờ đòi hỏi chúng ta sẽ phải sử dụng đến một cái kỹ thuật nữa, đó là chúng ta sẽ trở về cái layer line art
chúng ta sẽ tạo thêm một cái layer mask, là những cái phần phần mặt nạ để che đi, đúng không ạ? Chắc các bạn đã sử dụng Photoshop một cái thời gian thì sẽ biết cái phần layer mask này. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái brush bình thường, sau đó thì chúng ta sẽ xóa đi, xóa tạm thời những cái nét của chúng ta, những cái nét đường line các bạn sẽ thấy ở đây. Dạ. Và nó sẽ mờ dần với cái opacity phù hợp của chúng ta là vào khoảng 20-30% thì cái đường line của chúng ta sẽ mờ dần đi. Đó. Thì với cái mẹo này thì Lim Jim nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể kiểm soát tốt cái đường line của chúng ta và sẽ làm nó mờ dần một cách từ từ để chúng ta sẽ vừa làm vừa quan sát được khi nào và mức độ bao nhiêu là đủ, đúng không ạ? Và cái mục đích thứ hai của cái việc chọn layer mask thay vì chọn tẩy đó là vì cái layer mask thì chúng ta sẽ có thể chuyển đổi qua lại được. Có nghĩa là khi mà chúng ta cảm thấy cái phần nào chúng ta xóa nhầm hoặc là xóa thừa thì chúng ta có thể ngay lập tức chuyển về màu trắng và chúng ta có thể lấy lại được cái phần line đó, đúng không ạ? Thì đấy là cái mục đích của cái phần mà chúng ta sẽ sử dụng cái layer mask nhá. Chúng ta hãy cứ blend màu kết hợp với cái việc tẩy nhá. Và tẩy đến đâu thì chúng ta sẽ blend màu cách chi tiết đến đó. Thì cái cách này nó sẽ giúp cho các bạn sẽ kiểm soát cái đường line ở từng cái bộ phận khác nhau một cách chi tiết hơn. Dạ. Bên cạnh đó thì các bạn đang thấy rằng Lim Jim cũng sử dụng cái Lasso Tool nữa. Lasso Tool là cái công cụ mà chúng ta sẽ chọn với cái vùng chọn. Và cái mục đích của Lim Jim khi sử dụng Lasso Tool đó là khi chúng ta tô những cái màu biên giữa ranh giới giữa hai cái bộ phận khác nhau ấy, nó cần những cái màu chuyển sắc một cách cứng cáp hơn, mà thay vì chúng ta sử dụng đường line bởi vì chúng ta đã xóa đi rồi, thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái lasso tool này nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái ranh giới màu giữa hai cái màu tối và sáng nó đậm hơn. Nó sẽ là một cái cách để mà chúng ta khỏa lấp cái đường line mà chúng ta đã xóa đi, các bạn hiểu không ạ? Rồi thì hy vọng với cái cách mà Lim Jim chia sẻ ngày hôm nay, đó là sử dụng layer chế độ hòa trộn overlay, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái layer mask cho đường line odd và vừa blend màu chúng ta sẽ vừa xóa đi, và cuối cùng đó là sử dụng cái lasso tool. Thì với cái cách này chúng ta sử dụng luân phiên, và tất nhiên là tất cả các phương pháp thì sẽ cần đòi hỏi một cái thời gian để chúng ta thực hành. Dạ. Thì Lim Jim cũng sẽ share cái file thực hành, tất nhiên là cái phần layout thôi, để các bạn có thể tắt đi cái phần màu, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thực hành cái phần này ở nhà để có thể là lần đầu tiên chúng ta chưa đạt được cái kết quả tốt, tuy nhiên thì với những cái lần tiếp theo mà chúng ta xem đi xem lại cái video này và chúng ta thực hành thêm ở nhà, thì hy vọng rằng với cái trick ngày hôm nay Lim Jim chia sẻ, các bạn sẽ có thể thấy rằng là chúng ta sẽ được một cái cách hòa trộn màu và phát triển cái nhân vật ta, nó sẽ lên một cái level mới cao hơn và đẹp hơn, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục blend màu phần này nhé. Rồi ở đây thì trong cái quá trình các bạn blend màu thì Lim Jim có hai cái phần chú ý cần phải nhắc các bạn. Thứ nhất đó là cái phong cách này là một cái phong cách khá là khó và các bạn sẽ phải xác định cái quỹ thời gian dành cho nó là khá lớn. Đối với cái phần Lilies ngày hôm nay thì Lim Jim cũng phải sử dụng đến khoảng một tiếng đồng hồ để thực hiện cái phần tô màu này. Nhưng kết quả nó cũng thu lại cũng chưa thực sự là hoàn hảo. Chính vì vậy thì các bạn sẽ xác định là những cái nhân vật nào chúng ta cần thực sự đầu tư về thời gian thì hãy sử dụng cái phong cách này, bởi vì nó sẽ mất mất khoảng gấp 3 đến 4 lần cái thời gian so với cái việc các bạn sử dụng cái phong cách cũ nha. Thứ hai nữa đó là các bạn hãy ghi nhớ cho Lim Jim là đối với cái phong cách này chúng ta sẽ phải blend màu một cách đậm hơn, tức là các cái khoảng sáng tối của chúng ta sẽ phải đan xen vào nhau, nó mang cái tính chất đậm hơn, bởi vì
rất là dễ hiểu là nó sẽ không có cái sự hỗ trợ của các đường like nữa. Chính vậy thì các cái sự phân biệt đơn giản giữa các cái nhóm cơ hoặc những cái bộ phận thì nó cũng đòi hỏi cái sắc tố, cái contrast của nó đậm hơn so với cái phong cách cũ. Đấy là hai cái phần mà các bạn cần lưu ý trong để đạt được cái kết quả cao trong cái phần này nhé. Cùng trong ngày hôm nay thì Lim Jim nghĩ rằng cái cách tốt nhất để các bạn có thể tham khảo cái hệ thống quản lý layer của Lim Jim trong cái Artwork này thì Lim Jim sẽ show cho các bạn cái hệ thống quản lý layer của chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay cho cái Artwork phía bên trái. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta gồm có hệ thống các layer sketch, gồm có hai layer đó là layer loose sketch và layer sketch copy, tức là layer sketch đúng không ạ? Sở dĩ nó có chữ copy bởi vì là chúng ta đã có hình bên trái bên phải nên mình copy sang và xen giữa nó là một loạt cái layer base color của chúng ta. Sở dĩ nó nằm ở giữa bởi vì là như các bạn biết khi mình giải thích thì cái layer base color sẽ nằm dưới layer light art, chính vậy thì nó gồm có một loạt những layer nằm ở giữa đúng không ạ. Thì trên đó chúng ta có layer light art để mà tô màu thì chúng ta thường là khi là chúng ta sẽ tắt tạm thời hai layer sketch đi, sau đó chúng ta sẽ bổ sung những layer sau gồm có clothing là quần áo của nhân vật, skin là da của nhân vật và hair là tóc của nhân vật, các bạn thấy chưa? Và trên mỗi layer này thì chúng ta đều có một layer mask. Cách tạo nó thì chúng ta cũng đã biết rồi, chúng ta ấn tổ phím Alt có nghĩa là Alt đặt ở phía giữa của hai layer, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo cho chúng ta cái layer mask này đúng không ạ? Cho các bạn biết một lần nữa. Và trên mỗi cái layer này đó là những cái layer mà Lim Jim sử dụng để blend màu. Các bạn có thể thấy ở đây blend màu cho từng phần một chưa? Tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái hệ thống layer blend là những cái layer giúp cho chúng ta tăng cường cái hiệu quả quản lý của chúng ta. Nó gồm có những cái ví dụ như là noise, một chút cái noise trên da của nhân vật, ánh sáng, bổ sung ánh sáng cho nhân vật, dark là những cái vùng tối của nhân vật làm cho nhân vật của chúng ta nó sẽ nổi bật hơn. Thì đây là một số những cái layer nâng cao mà chúng ta blend màu. Và như một số cái lời khuyên của Lim Jim trong cái quá trình dạy cái bài này thì Lim Jim biết rằng là nó sẽ có một số cái tricks mà chúng ta sử dụng trong cái layer light art này. Và quay trở lại layer light art thì chúng ta sẽ thấy rằng Lim Jim đang sử dụng cái chế độ hòa trộn màu là overlay và opacity là 47% để các bạn có thể tham khảo. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng một cái layer mask nằm ở phía này. Cách tạo nó thì chúng ta sẽ click vào đây, nó sẽ tạo được một layer mask ở đây, đúng không ạ? Và cái mục đích của cái việc tạo layer mask này thì đó là khi mà chúng ta sử dụng cái brush của chúng ta là brush đen ấy, thì nó sẽ có tác dụng là chúng ta sẽ tẩy đi được. Nên Jim sẽ show cho các bạn thử nhé. Chúng ta sẽ lấy thử một cái. Rồi, các bạn thấy rằng khi mà chúng ta có màu trắng chúng ta vẽ lại đây thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện lại những cái đường line của chúng ta, và sau khi chúng ta sử dụng màu đen thì nó sẽ tẩy đi. Đó, thì cái cách này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể điều khiển qua lại cái light art của chúng ta một cách rất là dễ chịu và hiệu quả để chúng ta có thể quản lý được tốt hơn. Đó, thì trên tinh thần đây chính là cái bảng quản lý layers mà Lindsay hy vọng rằng sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình tham khảo cái cách quản lý layer của một cái sườn bài dựng hình nhân vật nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.
Rồi trên đây chính là toàn bộ những cái phần thông tin mà Lim Jim muốn chia sẻ cho các bạn trong cái bài học ngày hôm nay, lesson thứ 9. Và nếu các bạn thấy video này là một cái video hữu ích, hy vọng như vậy, thì hãy bớt chút thời gian ấn subscribe để ủng hộ cho kênh Lim Jim phát triển hơn, và hãy share nó với những cái người bạn cùng chí hướng của các bạn để giúp cho Lim Jim có nhiều những cái sự quan tâm từ độc giả hơn. Và Lim Jim cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn khán giả của Lim Jim trong cái quãng thời gian vừa qua đã đóng góp rất là nhiều những cái comment hữu ích cho kênh của Lim Jim đã phát triển. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong một cái lesson mới nhất về khóa học này, cũng như là cái khóa học 10 phút dựng hình nhân vật mà Lim Jim phát triển song song. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa, và chúc các bạn thành công trên cái con đường mà các bạn lựa chọn.